Ngoài trừ những cái sự lo lắng như là chúng ta nói tới là bây giờ đó, những cái à, công ty nào đang gặp vấn đề tại vì các bạn thấy được là bây giờ đó, nhiều người đã mất lòng tin, bây giờ rất nhiều tin đồn các bạn thấy được là sau khi chúng ta nghe nói tới FTX nó có thể bị phá sản thì bây giờ ai cũng nói à, công ty Circle, công ty Bybit, công ty MicroStrategy, à, ai là công ty kế tiếp sẽ bị sụp đổ bây giờ đó, cái sự lo lắng đang rất là cao tại vì lòng tin đang bị mất đó các bạn đó là cái điều mà thường cảm thấy được là dẫn đến à, thị trường thì bây giờ đó đã cực kỳ tiêu cực hiện bây giờ tại vì các bạn hãy nhớ đó trước đây biết bao nhiêu công ty nói là họ không liên quan gì đến sự kiện theo luna và ust nhưng mà chỉ trong vòng một hai tháng thôi là các bạn thấy là biết bao nhiêu nạn nhân đã xuất hiện rồi và bao nhiêu công ty đã phá sản sau cái sự kiện đó bây giờ ai cũng nói không liên quan gì đến ftx thì bây giờ lòng tin nó đã bị lung lai rồi các bạn tôi nghĩ đây là cái sự đáng tiếc nhất dẫn đến giá cả đi xuống rất là mạnh tại vì lòng tin đang bị lung lay hiện tại đúng là chúng ta đang có cái sự lo lắng liên quan đến pháp lý liên quan đến cái số tiền của những người mà đang bị giam lại trong sàn FTX liên quan tới giá của token FTT liên quan tới giá của token Soul nhưng mà tôi nghĩ là cái ảnh hưởng lớn nhất bây giờ chính là lòng tin đang bị lung lay các bạn và tôi nói chia sẻ rất nhiều lòng tin là một những yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái thị trường đầu tư này luôn các bạn Điều cho các bạn một số dẫn chứng tại vì lòng tin á, là một yếu tố cực kỳ quan trọng tại vì khi mà có lòng tin rồi thì các bạn mới có thể thực hiện những cái chiến lược được chứ nếu các bạn đã không tin vào thị trường các bạn không tin vào cái tài sản các bạn đã đầu tư đó thì các bạn sẽ không có thể nào kiên trì và có thể là đưa ra những cái chiến lược đầu tư sáng suốt được đâu các bạn thực lòng tin á, là thống trị cuộc đời của chúng ta luôn đồng tin là thứ mà tại sao các bạn có thể bỏ tiền các bạn làm cực khổ ra để mà mua bất động sản tại vì các bạn tin là đó là tài sản và tài sản đó nó sẽ được bảo vệ bởi pháp lý người ta không thể nào mà vô nhà mà bắt các bạn rời khỏi nhà được tại vì các bạn tin tưởng là chính phủ sẽ bảo vệ các bạn đó cũng là lý do tại sao mà các bạn gửi tiền vào ngân hàng tại vì các bạn tin là sáng ngày mai các bạn thức dậy tiền vẫn còn ở đó các bạn có thể là dạy con một cách nào đó thường cũng có con các bạn đã biết đó thì đương nhiên ai cũng nghĩ là cách dạy con của mình là tốt nhất nhưng mà thật ra các bạn chỉ tin là sau này con mình lớn lên á đây là cái cách dạy tốt nhất chứ còn sau này con lớn lên ra sao các bạn đã được đâu có biết từ đâu cho nên lòng tin á là điều mà thống trị cả cuộc đời của chúng ta và trong đầu tư cũng như vậy luôn khi mà lòng tin lung lay rồi là sẽ dẫn đến rất nhiều sự cố luôn. Và không chỉ riêng là crypto đâu các bạn, các bạn đã nhớ đó là năm 2008 đó, khi mà thị trường tài chính mất lòng tin. Những cái công ty đồ sộ đó, lúc đó các bạn đã nhớ chúng ta có Bearstone, chúng ta có Lehman Brothers, chúng ta có Countrywide, những công ty cực kỳ lớn mà người ta nói là không thể nào sụp đổ được, đã bị sụp đổ thời điểm đó. Và khi mà những công ty sụp đổ đó thì bây giờ mọi người đều nhìn vào tất cả ngân hàng và họ cảm thấy được là bây giờ không có lòng tin nữa. Nếu như mà Bearstone, nếu như mà Lehman Brothers, nếu như mà... Countrywide bị sụp đổ đó thì làm sao chúng ta biết được là những cái công ty khác như là công ty Chase, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup Các bạn làm sao biết được những công ty đó không gặp vấn đề cho nên lòng tin nó cực kỳ quan trọng Và thời điểm đó, đó các bạn đã được là để có lòng tin thì chúng ta đã thấy là Fed đã đưa tiền trên công ty này để có thể là ổn định lại và mua là những công ty khác Chúng ta cũng đã nhớ đó là cái đây không lâu luôn đừng nói tới là quá xa chúng ta nói tới năm 2019 đi Các bạn đã nhớ đó là có một thời gian ngắn là Fed phải can thiệp vào thị trường tài chính để mà cung cấp tiền cho bay ngắn hạn tại vì lúc đó có một tin đồn đó là có một ngân hàng không biết được ngân hàng nào mà sẽ có một ngân hàng nào đó đó là hiện bây giờ đang gặp tính thanh thoảng và đang thực sự là gặp vấn đề tài chính và các bạn đã biết được đấy, là để cho thị trường tỉnh hoạt động nên thì những công ty này họ phải có một cái lòng tin nhất định lẫn nhau họ phải cho vay lẫn nhau tiền mới lưu thông được và thị trường tài chính mới tiếp tục được chứ nếu như mà họ có sự nghi kỳ lẫn nhau và nghi ngờ lẫn nhau đó nếu như họ nghi ngờ là có một trong số ngân hàng này đang bị vấn đề thì họ sẽ không dám cho vay lẫn nhau dẫn đến là bế tắc luôn lúc đó đó thì fed cũng phải bước vào để mà cung cấp cho vay ngắn hạn để có thể có lại lòng tin uh, của thị trường lúc đó các bạn thì là bây giờ đó tình hình cũng tương tự như vậy những công ty bây giờ đó thì họ có cái sự lo lắng lẫn nhau thì chúng ta cũng cần phải tiếp tục trải qua cái thời điểm đó một lần nữa và chỉ đáng tiếc đó thị trường này không có phép các bạn thị trường này đó là một thị trường mà tự đứng vững tự phát triển và tự dấp nhẹ một mình và phải tự đứng dậy tiếp tục đi nữa một mình cho nên không có phép nào vô đây để mà giúp đỡ thị trường này hết nhưng mà thuận có lòng tin là thị trường này sẽ tự đứng gì được và tự đi tiếp tục được cũng giống như là nhiều lần trước đây rồi các bạn tuy đây là một sự kiện rất là lớn nhưng mà không phải là sự kiện đầu tiên đâu tôi nghĩ là nhiều người đó không đánh giá quá cao về cộng đồng crypto nhưng mà cộng đồng crypto là thường cảm thấy là cộng đồng nó có sự đoàn kết cho dù lúc mà thị trường tốt đó các bạn thì được là chúng ta có rất nhiều cái sự chỉ tự nhau giống như là chúng ta nói thấy giữa cộng đồng Ethereum và cộng đồng Bitcoin và cộng đồng Solana thì thường hay cãi nhau là cái đồng nào mới là đồng tốt nhất và chúng ta thường thấy là bất cứ cộng đồng nào cũng nghĩ là mình là cộng đồng tốt nhất là crypto nhưng mà những lúc như thế này đó cảm thấy được cái sự đoàn kết lại trở lại cho nên tôi mới chia sẻ với các bạn đó là đừng lo các bạn, chúng ta vẫn có nhau và đây không phải là lần đầu tiên đâu các bạn. À, kênh này đã có hơn 6 năm qua rồi và 6 năm qua đó chúng ta trải qua biết bao nhiêu là sự kiện luôn để thông chia sẻ với các bạn đương nhiên đó chúng ta chỉ nói những sự kiện lớn mà thôi không nói những cái sự kiện nhỏ đương nhiên kênh này đó không có năm 2014 nhưng mà các bạn có biết là Margot bị hack năm 2014 và thời điểm đó đó nhiều người cho là Bitcoin coi như là chấm dứt rồi nhưng mà cuối cùng cộng đồng đã có thể tự đứng vững được và tự tiếp tục đi được mà không cần bất cứ một phép một cái hàng chương nào bước vào để can thiệp hết cộng đồng tự đứng vững được và tiếp tục với cái lòng tin vững chắc là đây là tương lai năm 2016 đó chúng ta có đau hát dẫn đến Ethereum bị nội chiến và chia làm hai thì chúng ta vẫn tiếp tục mà thôi lúc đó ai cũng nghĩ là tìm không như để chấm dứt và cái ý tưởng liên quan tới phi tập trung thì coi như cũng chấm dứt luôn tại vì lúc đó nhiều người cho là cái lý tưởng đó đã bị dập tắt bởi cái sự kiện đau hát nhưng mà không có tiếp tục chúng ta vẫn bước đi và tới ngày hôm nay và năm 2017 đó là năm mà thông và nhiều bạn cũng đã cùng nhau trải qua chúng ta đã biết là Trung Quốc ra lệnh cấm crypto rồi tới Hàn Quốc ra lệnh cấm những ICO lúc đó thì ai cũng nghĩ là coi như đã chấm dứt rồi biết bao nhiêu quốc gia là liên tục tấn công crypto và có ý định cấm nhưng mà cộng đồng cũng đã cùng nhau vượt qua thời điểm đó chúng ta có chiến tranh block size và segwit dẫn đến chúng ta có bị con và bitcoin năm 2017 đó BTC nội chiến đến nỗi lúc đó nó nhiều người cho là thời điểm đó là thời điểm mà BTC bị xóa ngôi bởi Ethereum nhưng mà cuối cùng chúng ta thì là BTC vẫn đứng vững và tiếp tục cộng đồng đã cùng nhau gây dựng lại thị trường và tiếp tục tiến tới chúng ta có sự kiện năm 2022 này đó có vô số sự kiện luôn chúng ta có theo luna sụp đổ chúng ta có 3AC sụp đổ chúng ta có Celsius Voyager phá sản và bây giờ FTX trên bờ vực phá sản thì cũng như vậy mà thôi các bạn thấy được là trong năm nay chúng ta đã trải qua là ba bốn sự kiện lớn rồi và chúng ta vẫn còn ở đây các bạn đã nói là đừng nói tới là chúng ta nhìn vào những cái sự kiện khác liên quan tới là khi mà giá cả xuống những thợ đào sẽ bị phá sản như là năm 2018 đó chúng ta ai cũng nghĩ là thợ đào phá sản thì mạng lưới của BTC coi như là mạng lưới chết không phải đâu cuối cùng thì chúng ta cũng đã đứng gì được và bây giờ cũng như vậy mà thôi thông tin là như vậy và điều mình thường chia sẻ với các bạn đó là những gì xảy ra có thể là rất mới để các bạn, các bạn cảm thấy là rất là lo sợ nhưng mà nó không phải là lần đầu tiên những sự kiện này xảy ra đâu chúng ta đã thấy được là nhìn vào lịch sử dài hạn đó các bạn zoom ra sẽ thấy được sự thật như thế nào chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là phết trong thời gian qua rồi các bạn bao nhiêu năm qua thường vẫn ở đây như bạn vẫn ở đây chúng ta vẫn tiếp tục cái linh nói với các bạn đó là trong vòng bao nhiêu năm qua Thuần Capital chưa hề bỏ các bạn Chỉ có các bạn bỏ Thuần Capital mà thôi Và các bạn đã thấy là điều mà Thuần chia sẻ đó là không hề thay đổi trong vòng bao nhiêu năm qua Cái mà Thuần quan tâm nhất đó trong cái đường giá của BTC không phải là đỉnh ở đâu trong những chu kỳ mà cái thường quan tâm nhất là đáy ở đâu những chu kỳ và cái chúng ta muốn thấy đó là mỗi một chu kỳ cái đáy đều được nâng lên giống như là trước đây cái đáy là 10 đô và nâng lên 1.000 đô và nâng lên 3.000 đô năm 2018 và chúng ta muốn thấy là cái đáy trong đợt này đã cao hơn tại vì đó là một dẫn chứng rất là lớn với các bạn là cộng đồng ngày càng lớn mạnh hơn Có thể là mọi người đều bỏ đi Nhưng mà các bạn biết ai ở lại hay không Đó chính là những hodler Những người mà thật sự có lòng tin Những sự kiện này đó rất đáng tiếc Cũng giống như những sự kiện đã xảy ra Năm 2008 như đó các bạn Lúc đó những sự kiện đó, đó Khiến cho thị trường rất lo lắng Nhưng mà sau sự kiện đó, đó Thì chúng ta lại có những ngân hàng Sống sót qua được thời điểm đó Những ngân hàng mà nó có Cái chiến lược tốt hơn Thị trường xấu đó đào thải đi những người mà không tốt, những công ty không tốt và ở lại là những công ty tốt, những công ty mạnh và khi mà tất cả những cái yếu bị loại bỏ trong ta còn cái mạnh thôi thì chúng ta không có cách nào khác ngoại trừ là tiến tới cho nên đó là lòng tình trung giống như là thường đã chia sẻ với các bạn đó là thời kỳ khó khăn tạo nên phe mạnh phe mạnh tạo ra thời kỳ tốt thời kỳ tốt tạo ra phe yếu và phe yếu tạo ra thời kỳ khó khăn và thuận tin bây giờ là thời kỳ khó khăn cho nên câu hỏi là bạn là phe mạnh hay là phe yếu đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay và trong vòng bao nhiêu năm qua đó các bạn thực là thùng đã đưa ra một cái quy luật cho bản thân của mình mà thùng rất thường hay chia sẻ với các bạn thì khi thùng chia sẻ những thông tin này hàng ngày đó thì các bạn có thể cảm thấy là nhàm chán nhưng mà đây đó không phải là thùng nói suông đâu và đây là những bài học kinh nghiệm xương áo bao nhiêu năm qua trong thị trường với các bạn và những bài học này đó là không chỉ riêng trong crypto đâu mà thùng đã học được rất nhiều và rất nhiều trong vòng hơn mười mấy năm qua đầu tư các bạn từ chứng khoán cho đến forex cho đến, đến bây giờ đi đến crypto là thứ nhất đừng tin ai hết thường nghĩ là bây giờ đã không có gì rõ ràng hơn là các bạn đừng nên tin ai biết bao nhiêu sự kiện rồi liên quan tới Celsius các bạn không nên tin Alex Mensinsky chúng ta không nên tin uh, Suzu của Trio Capital cũng như chúng ta không nên tin Kelly hay là Sam bankman Free. Uh, trong cái sự kiện này bây giờ thường nghĩ là đừng tin ai đó các bạn đã rõ ràng hơn là tại sao chúng ta lại có cái quy luật này tại sao thuận lại đưa ra cho bản thân của mình không nên tin này hết tự tìm hiểu các bạn đừng nên hỏi ai nên làm gì các bạn tự tìm hiểu đi tại vì cuối cùng người chịu trách nhiệm đầu tư đó vẫn là bản thân của các bạn các bạn nên từ giữ crypto rất rõ ràng rồi chúng ta trải qua biết nhiều sự kiện luôn liên quan tới hết sàn này tới sàn kia liên quan tới hết dự án này thì dự án kia không cho các bạn đúng tiền từ giữ crypto là điều quan trọng nhất nhớ chốt lời khi có lời các bạn không chốt đó. người khác cũng sẽ chốt mà thôi đó là điều các bạn cần nên hiểu phân bổ vốn cực kỳ quan trọng luôn một đồng các bạn cảm thấy được là chắc chắn cấp mấy đi nữa một đồng có thể đồ sổ cấp mấy trong top 10 vẫn có thể là nhanh chóng rời khỏi top 10 và nhanh chóng chia 10 đó các bạn cho nên phân bổ vốn cực kỳ quan trọng để các bạn khi mà gặp một cái sự cố nào đó các bạn chỉ lỗ một phần nhỏ mà thôi phân bổ vốn rất quan trọng không vay mượn rất rõ ràng rồi các bạn đầu tư đó bây giờ đó đã cực kỳ căng thẳng rồi các bạn vay mượn thì các bạn càng căng thẳng hơn nữa đương nhiên tôi không biết nào mà nói các bạn làm gì được Thân đâu phải là ba mẹ các bạn đâu cho nên các bạn muốn làm gì thì cũng được thôi nhưng mà các bạn nên nhớ là chính phủ cũng cho mọi người mua vé số chính phủ cũng cho mọi người mở casino và lính casino để mà uh, chơi đánh bài nhưng mà có nên hay không thì đó là cái sự lựa chọn của mỗi người mà thôi Tôi không thể nào chia sẻ hơn những gì mà Thuận vừa nói với các bạn Và zoom out đầu tư dài hạn là những gì mà Thuận đã mới chia sẻ mới đây với các bạn Rồi, Thuận đã nói hết những gì mà Thuận cần nói về crypto ngày hôm nay Bây giờ đã nhẹ nhõm hơn một chút rồi các bạn Tại vì khi mà Thuận có quá nhiều điều muốn nói với các bạn Mà Thuận chưa nói được mà có còn thông tin khác Thuận phải soạn đó Thì Thuận cảm thấy là rất là nặng người Nhưng mà khi mà chia sẻ xong đó mỗi ngày Khi mà nói những gì cần nói với các bạn trong video Thuận cảm thấy là nhẹ nhàng hơn à, Thì đối với nhiều bạn đó có thể là các bạn à, nhìn giống như thuận làm video chia sẻ hàng ngày đó giống như là một công việc nhưng mà đối với thường nó nó cũng giống như là một cái gì đó để mà giải tỏa cái tâm sự của mình liên quan crypto đó các bạn mới đầu đó thuận tạo ra kênh này à, tại vì thật ra xung quanh thường nó cũng không có mấy người hiểu crypto và cũng không có mấy người muốn nói về crypto họ không có cái hứng thú nhiều đó các bạn cho nên à, thường thuận mới lên mạng mới làm YouTube à, để có thể chia sẻ và hy vọng kiếm được những người có cùng suy nghĩ và có cùng lòng tin với Thuận liên quan thị trường này và cuối cùng Thuận đã kiếm được rất nhiều bạn có cùng suy nghĩ đó và chúng ta đã tiếp tục cho đến ngày hôm nay Thuận sẽ dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin khác với các bạn chúng ta sẽ nói ngắn gọn mà thôi à, hôm nay đó thị trường chứng khoán cũng là màu đỏ luôn các bạn nhưng mà đương nhiên không đỏ bằng crypto rồi chúng ta thấy được cả ba chỉ số ngày hôm nay cũng xuống trong đó chúng ta có Nasdaq đó, xuống nhiều nhất là 2,48% À, chúng ta có dầu ở mức là 85 đô đã trở lại cái mức đó 85 đô là điều chúng ta muốn thấy đó tại vì dầu không muốn tăng lên nếu như không đó, thì chỉ số lạm phát lại tăng lên và các bạn nên nhớ là ngày mai đó sẽ có chỉ số lạm phát CPI nha các bạn là 5 rưỡi sáng giờ Cali là 8 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam sẽ có thông tin liên quan tới lạm phát tại Hoa Kỳ tại vì thông tin liên quan tới FTX à, nó quá lớn cho nên nhiều bạn ít quan tâm đến hơn nhưng mà đó cũng là thông tin rất là lớn ngày mai chúng ta cần phải quan tâm đến vàng đó thì sao vàng thì các bạn sẽ thấy được là nó cũng à, giống như ngày hôm qua giảm một chút ở mức là 1.700 đô cho một ounce vàng crypto. Thường sẽ không nói đến rồi và bây giờ đó, pre-market thì à, xanh là một chút. Nói chung đó thì à, mọi người vẫn đang chờ đợi cái thông tin lớn nhất à, từ hôm qua tới bây giờ đó chính là kết quả của bầu cử giữa kỳ. Thì à, đến đâu rồi nhưng mà trước khi nói tới thông tin đó đó thì các bạn thấy là có nhiều thông tin khác. À, thường cảm thấy là cũng à, đáng tiếc đối với nhiều người đó chính là Mayda. Facebook đã ra quyết định là sẽ sa thải. À, tôi nhớ là khoảng 13% của nhân viên đó là tổng cộng là 11.000 nhân viên sẽ bị sa thải ra khỏi Facebook. Và đương nhiên Facebook không phải là công ty duy nhất nhưng mà đây là cái quyết định à, dẫn đến 11.000 người sẽ bị thất nghiệp. Thì à, điều này có dẫn đến thất nghiệp tăng cao hay không chúng ta sẽ biết sớm mà thôi và chúng ta thấy được là thông tin này đã dẫn đến là cổ phiếu Facebook đã lại tăng lên, tại vì công ty này đã đã thua lỗ <laughs> quá nhiều rồi các bạn sa thải nhân viên cũng là một cách để mà tiết kiệm tiền. Rồi Elon Musk đó, từ khi mà thu mua Twitter đến bây giờ đó thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các bạn thấy được là cho đến bây giờ đó thì Elon Musk vẫn chưa có một chiến lược nào có thể gọi là rõ ràng để có thể kiếm được lợi nhuận cho Twitter và thậm chí bây giờ đã nhiều công ty đã rời khỏi Twitter và họ không muốn tiếp tục làm ăn chung nữa, họ không muốn quảng cáo trên Twitter nữa. Thì đương nhiên một phần đó là liên quan chính trị rồi tại vì elon musk thì rất là lớn tiếng kêu gọi mọi người ủng hộ đảng cộng hòa cũng như là có những ý định giống như là có cái một nền tảng mà nó tôn trọng quyền tự do ngôn luận thì nhiều người không thích điều đó hay là họ nghiêng về đảng dân chủ cho nên họ không muốn tiếp tục quảng cáo nữa đó là một phần thôi nhưng mà một phần khác đó là thực sự họ lo sợ giống như những công ty mà đồ sộ như là coca cola hay là những công ty như là McDonald's những công ty mà họ rất quan trọng cái thương hiệu của họ đã có bao nhiêu năm nay đó thì đương nhiên họ không muốn quảng cáo ở bên dưới một cái comment nào à, mà có những cái từ ngữ khó nghe đó cũng là một lý do nhưng mà nói chung đó, thì tới bây giờ elon vẫn chưa có đưa ra chiến lược rõ ràng để kiếm được lợi nhuận dài hạn cho twitter và chúng ta thấy được là một trong những điều mà đã xảy ra ngày hôm nay đó thì uh, twitter đã nộp đơn để có thể có được uh, cái uh, bằng kinh doanh thanh toán trên mạng thì nghĩa là gì điều này có nghĩa là chúng ta đã biết là Twitter sẽ có một cái ví điện tử thì bây giờ đó cái ví điện tử này đó theo đồn hiệu sẽ gọi là Twitter X Payment à, thì sẽ dùng để mà thanh toán có phải sẽ có đồng đô hay là không đó là cái kỳ vọng của nhiều người nhưng mà khi mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn Tới bây giờ đây chúng ta vẫn chưa có rõ thông tin đến từ Elon Musk về cái sự kiện này Và nói tới bầu cử nhiệm kỳ để đề thuận refresh lại Tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn có thông tin cuối cùng nè các bạn Chúng ta vẫn còn dựa theo CNBC đó là bốn ghế ở Thượng viện Chúng ta vẫn chưa biết là cuối cùng sẽ nghiêng về ai Nhưng mà ngay thời điểm bây giờ đó thì ở Thượng viện chúng ta có 48 ghế thuộc về đảng Dân Chủ 48 ghế thuộc về đảng Cộng Hòa gần như là 50-50 rồi, hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ lúc nào chúng ta bên dưới này đó thì có hạ viện thì dựa theo CNBC đó tùy theo các bạn dùng nguồn nào thì bây giờ ước tính là hạ viện thì vẫn nghiêng về là đảng cộng hòa với 222 ghế còn đảng dân chủ đó là 213 ghế chúng ta thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu đến từ Washington Post đó thì khác một chút nhưng mà nói chung thì cũng tương tự mà thôi vẫn thấy được là bây giờ thượng viện thì 50-50 chưa biết được bên nào sẽ nắm quyền kiểm soát nhưng mà hạ viện đó thì đang nghiêng về là đảng cộng hòa và ở trên Google thì thông tin cũng tương tự như vậy Nói chung cái mà chúng ta thấy đó thì cũng không khác biệt gì so với lại cái ước tính của Politico đó chính là khả năng rất cao là đảng Cộng Hòa sẽ kiểm soát Hạ Viện còn đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát Thượng Viện Nói chung thì đây cũng là kết quả mà tôi nghĩ là nhiều người trong thị trường đầu tư muốn vì lý do tôi đã chia sẻ trước đây với các bạn rồi Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và một lần nữa đó, nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là CoinW, CoinX, Bybit, Binance vân vân Và một lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Stay safe and good luck my friend. I will see you later. Bye bye. Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got